Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Sáng tạo Olympus. Hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn về cách để chúng ta có thể tạo chữ dữ liệu nhựa trong suốt ở trong Illustrator các bạn nhé. Rồi, đầu tiên để các bạn làm được thì các bạn hãy sử dụng cho mình cái công cụ là Type Tool, phím tắt là T này. Các bạn hãy đánh một ký tự bất kỳ, ở đây mình sẽ đánh là chữ B chẳng hạn. Chữ B viết hoa các bạn nhé. Phông chữ thì mình sẽ sử dụng cái phông chữ là UTM-AVOR. Đây là một cái phông chữ rất là phổ thông thôi. Mình sẽ để cho nó là một cái màu trắng. Vào swatch thì các bạn chọn màu cho nó nhé. Tiếp đến là chúng ta sẽ vào Effect 3D XNB và các bạn hãy nên nhớ giúp mình này. Cái quan trọng nhất là cái phần position. Các bạn hãy chọn phần để thiết lập vị trí cho nó. Cái kiểu 3D của mình nó sẽ là có rất là nhiều dạng khác nhau. Chọn cho mình cái Isometric Top Preview lên. Các bạn hãy quan tâm cho mình về cái phần Extrudif, có nghĩa là độ cao của cái chữ này. Giả sử mình sẽ để ở đây nó rơi vào khoảng 150 thì mình sẽ đặt con chuột ra chỗ khác để các bạn sẽ nhìn thấy chiều cao của nó. Nếu như các bạn cảm thấy thấp thì các bạn hãy để nó lên là khoảng 300. Mình sẽ để là 300 các bạn nhé. Sau đó là các bạn ấn OK giúp mình này. Tiếp theo là các bạn hãy vào Effect và chúng ta sẽ vào cái phần Effect Gallery. Cái bước này chúng ta sẽ làm cho nó có chất liệu là giống với cả chất liệu của nhựa nhất có thể. Các bạn hãy vào cho mình cái phần Sketch, sau đó chọn cho mình cái phần Chrome. Chrome á, thì thực ra nó là cái hiệu ứng về kim loại. Nhưng mà trong cái trường hợp này thì chúng ta có thể sử dụng cái hiệu ứng này để làm chất liệu nhựa cũng được. Nhưng các bạn hãy lưu ý cho mình về cái phần thông số và phần Detail and Smoothness. Thì các bạn hãy để cho mình thông số là 0 nhé. Tất cả mình sẽ thiết lập là số 0. Ok. Đến đây thì các bạn hãy tạo một cái màu nền để chúng ta đặt cái sản phẩm của chúng ta lên. Nếu như bình thường mà các bạn làm ý, thì đến đây là cũng có thể là xong đến 80% rồi. Nhưng mà khi mà cái chất liệu nhựa đặt trên một cái nền màu thì nó phải bị ám màu đúng không? Thì các bạn chỉ cần chọn cái chữ của chúng ta, hãy vào cho mình cái phần Transparency. Nếu như không có cái bảng công cụ này thì các bạn hãy vào cho mình phần Window. Phần cuối cùng chính là cái phần chế độ hòa trộn đó các bạn. Cái phím tắt của nó là Ctrl Shift F10 các bạn nhé. Và chọn cho mình cái kiểu hòa trộn là Overlay. Rồi, đây là cái mà chúng ta sẽ nhận được này các bạn này. Nếu như các bạn mà muốn cái chữ này nó ngắn hơn, giả sử như là muốn ngắn hơn, thì các bạn chỉ cần việc chọn cái chữ, sau đó là vào cho mình cái phần là Appearance. Ở cái phần 3D XNB thì các bạn hãy click vào đây, Preview nó lên. Mình sẽ để không là 300 nữa, thì các bạn có thể để là khoảng 100 thôi. Do các bạn đặt con chuột sang chỗ khác, các bạn sẽ nhìn thấy nó cao vừa phải là ok đúng không? Cái cách làm này thì có một cái ưu điểm là các bạn sẽ giữ nguyên được cái hiệu ứng text, và các bạn có thể thay đổi tùy biến được cái text của chúng ta theo ý của mình mà không cần phải convert. Đấy là cái hay của cái hiệu ứng này các bạn nhé. Và giả sử bây giờ mình sẽ đánh bằng một cái cụm từ đi. Giả sử mình sẽ đánh là Big Bang chẳng hạn. Dựa vào cách làm này thì các bạn hoàn toàn có thể phát triển theo ý tưởng của bản thân mình. Và mình sẽ chúc cho các bạn là làm được nhiều cái hiệu ứng hay hơn nữa và có thể áp dụng được trong công việc của mình. Rồi, và nếu như bạn nào yêu thích cái nội dung của bên mình thì các bạn hãy like, share và đăng ký kênh để ủng hộ bên mình nhé. Cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào những cái video lần sau nha. Tạm biệt.